vào trong đi chứ. Dạ thôi khỏi, con về luôn đây. À, cô đưa giùm con Trúc Linh cái này. À không, nếu có cần gì thì cô cứ mua giùm. Đừng đưa tiền cho Trúc Linh, nhớ là đừng nói con đưa tiền nha. Cháu có biết là em bé đáng yêu như thế nào không? Cô nghe nói hồi mang bầu bé, mẹ bé toàn ăn bánh in, cho nên bây giờ ấy, trông nó giống cháu hồi nhỏ như in ấy. Cháu vào nhà một chút đi. Tránh Chung, Tránh Chung. Alo. Dạ, dạ. Con biết rồi, con biết rồi. Con sẽ tới liền đấy ạ. Dạ. Em đã đến đó chưa vậy? Đã kêu lên đừng có quan tâm nữa mà. Em ra khỏi nhà anh giùm cái đi, càng sớm càng tốt, biết chưa? Em biết rồi, em sẽ làm như vậy. Em sẽ sớm rời khỏi nơi này, anh đừng có lo. Vào đi. Dạ, con chào cô. Con ngồi đi. Dạ. Tôi có nhà mà cũng không về được, mà phải ở như vậy đó. Cũng may là tôi không phải là người trong hộ khẩu của cha Thủy Na, nên việc xuất nhập cảnh cũng dễ dàng hơn. Con cứ tưởng là không còn gặp được cô nữa. Cô về từ lúc nào vậy? Hôm qua. Cậu ngạc nhiên về việc công ty lắm phải không? Dạ. Tôi cũng vậy. Tôi cũng đâu biết gì đến chuyện của công ty. Vậy công ty sẽ ra sao hả cô? Tôi nghe nói là sẽ yêu cầu hội nghị. Tôi không rõ là công ty sẽ ra sao. Tôi chỉ về nước một thời gian để xử lý sao cho công việc phòng trưng bày và những cửa hàng trong tòa nhà không bị tổn thất thôi. Có khả năng khôi phục không cô? Khôi phục chứ. Cha của Thủy Na bảo là phải khôi phục, không để cho bên nào bị thiệt hết. Nhưng hiện tại ông ấy đang nằm bệnh viện ở bên đó vì bệnh cao huyết áp. Cậu, nghe nói là ban điều hành bên đây đang cố gắng phải không cậu? Không biết sao mọi chuyện xấu lại xảy ra liên tục đến với tôi như vậy nữa. Thằng Chánh Trung nó có chuyện gì hả? Tâm Chánh, mày nói ra đi. Thôi Tâm Chánh à, thôi con nói đi, cha con cũng cần phải biết mà. Ê, mẹ hả? Sao không đi làm không? Giáo sư cũng biết chứ, nói ra đi. Tôi đâu có biết cái gì đâu. Sao lại không biết? Nói đi. Kim Anh à, trời ơi. Bé hả? Ông làm sao vậy? Dạ, con sẽ nói. Ừ, nói đi. Thằng Chánh Trung đã gây ra chuyện gì? Cậu Chánh Trung, từ giờ cậu sẽ làm gì? Dạ, con vẫn chưa có kế hoạch gì hết. Cậu là người ơn của tôi,
Nhờ cậu mà Thủy Na nhà tôi ra đi mà không cô đơn. Thủy Na có nhờ tôi giúp cậu. Thủy Na đã nói vậy à? Thủy Na nói với tôi là: mẹ à, mẹ phải đối xử tốt với anh Chánh Trung đó. Trong thời gian giải quyết chuyện công ty thì tạm thời tôi không ở đây, vì công việc bên kia nhiều lắm. Tôi cần ai đó để giúp tôi. Cậu có muốn đi Mỹ với tôi không? Con hả? Không có trả lời ngay được phải không? Tôi cho cậu một ngày để suy nghĩ. Chuyện này phải cần bàn với cha mẹ phải không? Dạ không cần đâu cô. Chỉ cần cô cho phép thì lúc nào con cũng sẽ ở bên cạnh cô. Quyết định liền như vậy không sao à? Dạ. Vậy cậu hãy đi cùng tôi nhé. Dạ, vậy con xin phép về trước ạ. Khoan đã. Nếu có chuẩn bị gì á thì lấy tiền này xài đi, còn lo mỗi thứ nữa. Dạ không cần đâu, con còn tiền mà. Nhận lấy đi, coi như là tiền nghỉ việc. Nếu không thì đưa cho cha mẹ cũng được. Còn vé máy bay thì tôi sẽ lo, đừng đặt riêng nha. Hẹn gặp cậu lại sau nha. Dạ. Phải đi thôi, cứ bỏ hết mà đi. Bảy Hà nè, vô trong chờ đi, ông đi vô trong đi. Tránh ra. Nè, ông chờ rồi biết chừng nào nó mới về. Đi vô trong mà nhà chờ đi, ông kiệt sức bây giờ đó, nghe lời tôi. Đi vô, cái ông này. Gì? Tâm Chánh, con gọi điện cho Chánh Trung đi. Thôi kệ đi chú, con nghĩ chuyện gì nó tới thì nó phải tới thôi chú ạ. À, cô ơi, cha con sao vậy cô? Cô không biết, đừng có hỏi cô không biết gì đâu. Trời đất ơi, hình như có tiếng mở cửa phải không? Phải không con? Ủa, người cha hiền yêu dấu của con ra đây đứng vậy? À, chạy đi, trốn đi. Làm gì phải trốn chú? Chuyện gì vậy cha? Ê, dạ, cha, dạ, 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 làm gì vậy? Mình tự lấy con. Mình dạ, dạ, đừng dạ, 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 lại chơi. Dạ, cái làm gì vậy? Mình tự lấy con. Dạ. Dạ, cha bình tĩnh đi cha. Cô không có đi đâu, cô sợ lắm. Cô ơi, bây giờ chỉ có mình cô có thể ngăn được cha con thôi à. Cô ra giúp đi. Thôi thôi, cô xin con mà, đừng có để cô ra ngoài đó mà. Con năn nỉ cô mà. Cô không có được đâu mà. Hả? Cô, nhanh lên cô ơi, cản cha giùm con đi, cha giận quá rồi. Không, 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 trời ơi. Bây giờ á, cô mà ra lỡ đâu, ông quýnh luôn con đó. Không được đâu, cô cứu giùm má. Trời ơi, đâu má. Tao đã nói mày sao? Tao đã nói mày rồi. Một lần sai lầm lúc trẻ là ân hận suốt cuộc đời, mày biết chưa? Trời ơi, lúc mày đi bộ đội thì sao? Tao đã viết nhiều lá thư gửi cho mày, dặn mày là đừng có sai lầm với phụ nữ. Vậy mà mày bây giờ ra nông nổi này hả mày? Bảy Hà ơi, tao lại mày mà, thôi đi. Làm sao mày? Trời ơi, thôi đi cha. Tránh ra. Ba. Tránh ra hết đi. Mày. Cô, nhanh đi cô. Mày muốn cái gì nữa? Cô.
Cô ôm cha con lại giùm đi cô. Anh Bảy, anh Bảy thôi mà, đừng có làm vậy mà anh Bảy. Tránh ra đi, bữa nay tôi phải cho thằng này một trận. Tránh ra đi. Trời ơi, tôi xin anh mà. Dạ. Thôi đi. Cô ơi. Cô bị làm sao vậy? Cô. Tỉnh gì cô ơi? Cô kìa. Cô Hồng. Kim Anh, cô Hồng sao vậy? Không à, em tỉnh lại xem nào. Không. Chị, em sợ quá. Trời ơi. Dạ, trời ơi, nhẹ nhẹ thôi tao. Để anh ý kiến rồi. Anh ngồi yên được không? Em bôi thuốc xong cái đã. Kêu lấy gì mới kiến đi rồi bôi thuốc. Lẹ đi. Nè. Trời ơi, hên quá. Mặt không có sẹo gì hết, vẫn còn đẹp như xưa. Ây da. Ai nói vậy? Ai nói cho cha biết vậy? Em không biết. Anh hỏi ai nói cho cha biết? Người ta nói cho cha biết thì không được. Còn anh làm như vậy thì được hả? Thằng này. Kim Anh ơi, cô sợ quá à. Chị ơi, em sợ thiệt luôn á. Cô ơi, bây giờ không sao nữa rồi. Sao vậy? Sao con người với nhau mà lại đánh nhau như vậy chứ? Em sợ lắm. Không thể như vậy được. Cô đừng lo. Cậu ba không bị đánh nhiều đâu, có mấy cái à. Cho dù một cái cũng không được. Bộ ông nghĩ ông là phát xít hả? Có phải như vậy không hả chị? Em im đi. Chuyện này là sao hả? Cái chuyện gì mà ầm ầm lên vậy? Mẹ. Nói đi chứ. Tại sao lần nào tôi tới đây cũng có chuyện om sòm là sao? Mãi mốt trước khi tới chắc phải uống thuốc trợ tim quá. Cứ vậy hoài ai chịu nổi. Ngu à, em ra ngoài tí xíu đi. Dạ. Con đó, đang mang thai mà, đâu có mạnh khỏe gì đâu. Nhà có con dâu mang thai mà sao kỳ cục vậy? Thôi mà mẹ, mà sao mẹ lại đến đúng lúc này chứ? Con tưởng mẹ thích đến đây lắm sao? Tại vì hôm qua đó, con đi ra khỏi nhà với cái tâm trạng như vậy, ba mẹ thấy không ổn nên mới qua coi con như thế nào. Chị à, hồi nãy Chánh Trung nó bị đánh là tại vì nó có con đó. Chuyện đó tôi biết rồi. Kim Anh à, con về nhà mình đi. Chứ con sống trong cái tình cảnh như vậy không thể nào mà sinh con yên ổn được đâu. Mẹ, nhà của con là ở đây mà, mẹ đừng có nói như vậy. Biết rồi. Anh hai, bác gái đang rất là tức giận đó. Sao tự nhiên hôm nay đến đúng ngày vậy? Tôi không còn mặt mũi nào hết. Lại ầm mỹ ngay lúc anh xui tới. Chính tôi mà thấy ai nái nè. Tự nhiên tới đúng ngày hôm nay. Anh cho tôi xin lỗi nha. Đời mà, cái gì xấu xa muốn giấu cuối cùng mọi người đều biết à. Thôi, hay là tôi kêu tụi nó dọn đồ ra mình nhậu nha. Gì? Bữa nay em đòi uống rượu hả? Thôi, con lại cha đừng có uống. Uống bữa nay là ông trở chứng đó ông ơi. Tôi mà trở chứng cái gì không biết.
Chứ còn gì nữa, mỗi lần mà ông nhà U say vô là ông đập phá sùm hết trơn. Thôi, ông im đi. Nó đẻn trai hay gái vậy? Dạ, con nghe nói là con trai. Wow, con trai nữa. Trời đất ơi, nhà này ba người con trai rồi. Chưa đủ sao, bây giờ cháu nội con trai nữa. Dạ, thưa ông anh. Dạ, Bảy Hà vừa mới có một đứa cháu nội. Mà đứa cháu nội đó từ đứa con thứ ba. Coi như là chưa hề có vợ. Thời bây giờ đó, có nhiều người có con trước rồi mới tổ chức đám cưới sao? Không có chỉ trích như thời xưa nữa đâu. Ông anh nói vậy phải rồi, nhưng mà vấn đề quan trọng là nó không hề thương yêu gì cái cô này hết, vậy mà lại cho ra đời một sinh linh. Cái đó mới là kỳ chứ. Anh ơi, về thôi. Ừ. Anh tên xui, chắc tụi tôi phải về quá. Dạ. Dạ, để con đi đón taxi cho. Thôi khỏi. Chào mọi người. Dạ. Dạ, con chào em bác. Dậy rồi hả? Cô nhìn gì mà chăm chú quá vậy? Dậy rồi à? Ngắm đi ngắm lại mà vẫn cứ muốn ngắm hoài à? À, cô Linh ăn chân giò nữa không? Dạ thôi, mà cô đừng gọi vậy, con ngại lắm. Hay là sao? Cô cứ gọi con là Trúc Linh đi. Là mẹ của em bé rồi thì gọi khác khác đi một chút. Mà phải đặt tên cho em bé đi, còn phải đi đăng ký hộ khẩu nữa chứ. Thì thôi, hộ khẩu thì Thư Thư đăng ký cũng được, nhưng mà phải đặt tên gọi cho nó đi. Cô đặt giùm con đi. Gọi là gì ta? Ngày xưa ấy thì Chánh Trung gọi là Tèo. Hay bây giờ mình gọi nó là Tèo con đi. Cô biết rõ về anh ấy lúc nhỏ à? Buồn cười thật đấy. Chuyện như mới có ngày hôm qua thôi. Ngày xưa tôi nuôi Chánh Trung đấy. Bây giờ lại nuôi cả con của cậu ấy nữa. Ôi, ghét quá đi. Này, cháu cầm lấy cái này đi. Chánh Trung đưa đấy. Chắc là nó chuẩn bị tiền viện phí đấy mà. Sao lại như vậy vậy? Lo làm gì? Ăn. Hay là có chuyện gì bên nhà Kim Anh rồi? Nhà đó thì hay đóng phim hành động lắm. Bữa nay chắc là cái tình huống giống vậy thôi. Lo nghĩ gì cho mệt. Đây nè, ăn đi. Nè, cái đùi gà này ngon ghê không? Hả? Mua đùi gà chiên trong lúc mình ở nhà, nó sợ mình không cho tụi nó ăn hay sao vậy? Tụi nó bị gì vậy? Nếu mà là hàng quá đó
là Kim Anh nhà mình bỏ của chạy lấy người rồi. Anh cũng thấy áy náy khi nhìn mặt Tâm Chánh. Chắc nó cũng mắc cỡ và buồn bực trong lòng lắm á. Kim Anh nhà mình cũng tự ái chứ bộ. Kể từ giờ này, ta không nên tới đó mà không báo trước. Em ước gì bây giờ mình bán được căn nhà của mình nhanh nhanh, cho tụi nó một số tiền mua căn nhà nhỏ chừng 60 mét vuông thôi. Vậy đi cho khỏe, tụi nó ở riêng. 60 mét vuông? Ừ. Dọn cả nhà vô ở chung đó. Cả nhà họ hả? Ừ. Vậy thôi mình mua cho nó chừng 45 mét vuông thôi. Trời đất ơi, phòng không có chủ mà bà vô tính quen vậy bà. Dậy đi cái bà kia. Ơi, chị ơi, em muốn ngủ nhờ chút thôi. Trời ơi, cô đi chăm đàn bà đẻ rồi, cái căn phòng này bỏ trống mà. Mà lấy chìa khóa đâu ra mà vô tùy tiện vậy? Em lấy quầy tính tiền á. Chị ơi, em phải tiết kiệm tiền phòng trọ để mà còn tóm cổ cái thằng cha đó nữa chứ. Chị bỏ qua cho em đi ha. Em hứa là không có làm sức mẻ cái gì đâu ha. Trời đất ơi, cái bà này bà ăn cái gì mà bà tự nhiên dễ sợ luôn á. Chắc là giả đó. Alo. Cái mụ này sao lại nghe điện thoại ở đó ta? Bực mình. Đúng là giả chứ không ai đó. Ui, ông Lâm đó hả? Chả chứ còn ai nữa. Tôi sẽ xách cổ chả bằng được cho mà coi. Để coi ai thắng ai. Tôi sẽ làm một trận cho chả biết mặt. Ủa, mà tại sao ông Lâm lại muốn gặp cô chủ quán của tôi? Thì chả khùng chứ sao. Chả nói là Ngọc Khánh không có tiền, không nên lấy hết tiền của cổ, rồi mới định gặp để trả lại tiền. Đúng là đồ dại gái mà. Con hãy cưới cô gái đó nha. Con không cưới đâu thưa cha. Thanh Trung à, bánh thì có bánh này bánh khác, chứ con người không có người khác được đâu con. Con nhỏ cha thấy cũng dễ nhìn, cho nên là cha buộc con phải cưới nó. Làm đàn ông phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Vì con nghĩ cho nó, cho nên con mới không lấy đó thôi. Nó là một đứa hiền lành, nếu sống chung với con, nó sẽ khổ suốt đời đó. Cái thằng. Thật sự con không thích cuộc sống hôn nhân chút nào hết. Nếu bây giờ cha bắt con phải sống chung với một phụ nữ suốt 30 năm, thà con ở tù còn hơn. Chánh Trung, anh cũng hiểu ý em mà. Thưa cha, con sẽ chỉ là một thằng chồng vô tích sự thôi cha. Ý con thì như vậy, nhưng nếu cha bắt buộc thì con sẽ lấy. Con sẽ làm theo ý cha, cứ lấy đại thôi. Ý của con là của con, chứ sao con làm như vậy vì cha? Thì tại cha nói con mới lấy. Được rồi, vậy hôm nay cha sẽ đến đó gặp nó. Cha tới sớm như vậy có được hay không? Chuyện đó cha từ từ hãy tới nha. Cha hỏi thăm cô trước đi, tối qua cô hoảng hốt lắm á, phải không anh? Sao? Đang mưu mô chuyện gì đó? Mưu mô cái gì? Em dâng lời ngoan ngoãn như vậy, anh thấy lạ lắm đó.
trước sau thì cũng nghe lời. Thì nghe lời luôn, có gì đâu lạ. Anh Bảy, hôm qua làm tôi sợ quá, cho tới bây giờ tim tôi còn đập thình thình đây nè. Xin lỗi vì chuyện hôm qua, tôi sẽ không tái phạm nữa đâu. Anh nói thật chứ? Thật. Ờ, nếu vậy thì anh hứa đi. Tôi ghét bạo lực lắm. Tôi cũng có câu nói như vậy. Bạo lực chỉ làm cho người ta tuân theo, chứ không thể làm cho người ta khuất phục. Lời đẹp ý hay. Tôi hứa tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Nhưng nếu tôi có lỡ ý định phạm tội đó, thì giáo sư hãy ngăn chặn giùm nha. Tôi biết rồi. À, còn chuyện của hai đứa mình vẫn như theo kế hoạch chứ? Đương nhiên. Cha, có chuyện gì? Dạ, cha đừng có ép buộc thằng Chánh Trung quá. Ý của con là sao? Dạ, ý của con là cha đừng có ép buộc thằng Chánh Trung nó lấy cái cô đó. Con lo là làm như vậy á, nó sẽ bỏ trốn đi đâu đó. Cứ để từ từ cho nó tiếp xúc với đứa bé đi, rồi nó sẽ thay đổi ý định thôi. Cha hiểu rồi, cha sẽ không ép nó nữa đâu. Dạ. Còn chuyện này nữa, gần đây cái người phụ nữ mà nó thương mới qua đời. Chắc tâm trạng của nó bây giờ phức tạp lắm. Có chuyện gì vậy sao? Ừ, cha hiểu rồi. Ai đó? Con ơi, cha đây. Dạ. Dạ cha. Con dẫn đường cho cha đến đó đi. Chính mắt cha phải nhìn thấy đứa bé một lần mới được. Dạ thưa cha. Từ từ rồi đi được không cha? Không phải bệnh viện đã cho về nhà rồi sao? Đi thăm đi. Dạ không phải vậy. Dạ con đang lo là cha đi như vậy không biết có tốt cho Chánh Trung hay là Trúc Linh không nữa. Con thấy là lời của Chánh Trung không thành thật đó cha. Con biết là cả nhà chúng ta ai cũng muốn hai người đó cưới nhau, nhưng mà để cho hai người đó tự quyết định đi cha. Con nghĩ là cha không nên gây áp lực nữa. Cái gì mà dài dòng phức tạp chứ. Cha gây áp lực hồi nào? Cháu nội cha phải đi thăm chứ. Ý của con á thì cha cũng biết. Cha cũng đâu phải lợi mà tóm cổ áo nó bắt nó cưới vợ liền đâu. Nhưng mà giọt máu của gia đình này, cha phải đi thăm chứ. Cha làm lơ coi đâu có được. Con không muốn đi hả? Nếu con không muốn đi thì cha đi một mình vậy. Dạ, dạ không phải. Cha đợi một chút, con thay đồ rồi ra liền. Ừ, vậy đi. Dạ. Tèo con chắc là khoái lắm nha. Ừ. Này, cháu cứ nằm nghỉ đi để cô dọn cho. Dạ, con làm được mà. Điện thoại hả? Dạ. Alo. Dạ, em đây chị. Hả? Đang trên đường đến đây hả? Dạ, em biết rồi. Có chuyện gì thế? Dạ, chị Kim Anh nói là cha của anh Chánh Trung đang trên đường tới đây thăm bé.
ngay bây giờ hả? Dạ. Đến nơi rồi đó cha. À, Trúc Linh, cha tới. Dạ, mời cha vào. Không biết duyên số gì mà gặp nhau theo kiểu này đây, không biết. Con chào bác. Con ngồi đi. Mời cha ngồi. Tôi biết tới đây là không phải, nhưng tôi không thể ngồi yên được. Dạ, con xin lỗi. Tôi với cô đâu phải là người xa lạ đâu. Giá mà cô nói trước thì đâu có nông nổi như vậy. Con xin lỗi bác. Chắc con cũng đau khổ trong thời gian dài phải không? Thôi được rồi, đừng khóc nha em. Mẹ tròn con vuông như vậy cũng tốt rồi, không có ai chăm sóc hay sao? Dạ có người chăm sóc, nhưng chắc cô ấy đi chợ rồi. Còn cha mẹ cháu đâu? Một bộ vest hả? Mua mặt đại với may làm gì? Không phải, em muốn may tặng cho người ta mà. Chị, anh hay may ở đâu chỉ cho em biết đi. Ba Kim Anh mua mặt đại không à? Không có may nên đâu có tiệm quen đâu. Ồ. Chị, em đi coi áo cưới rồi đó. Ủa vậy hả? Ồ mà Kim Anh nhà mình đâu ha? Nghe nói là đi với ông chủ tàu, đi thăm thằng bé đó. Sao em không đi thăm? Em? Thì nó cũng là cháu em mà. Thôi rồi nha, em không có dám làm bà nội đâu à. Nè, em không muốn em cũng phải chấp nhận, mà em không muốn em cũng phải đi thăm nha. Dù gì thì nó cũng là đứa cháu đầu lòng của gia đình nhà đó. Ồ, vậy đó hả? Bây giờ mua một bộ đồ đi thăm đi, bộ đồ em bé á. Biết rồi. Trời ơi, sao mà rắc rối quá vậy? Đủ thứ mối quan hệ hết trơn à. Em tưởng là mẹ dễ dàng lắm sao? Hãy đợi đấy ha. Em biết rồi, chị đừng có hù em nữa. Em đang lo đây nè. Chị xin lỗi, nhưng mà em sẽ thấy nó khác một trời một vực với khi em đang sống một mình. Chuẩn bị tinh thần đi. Không ngờ số phận của con lại trớ trêu như vậy. Bác đã nói với Kim Anh rồi, dù bác là cha nhưng bác không thể ép mình Chánh Trung về đây sống chung với con được. Con thông cảm điều đó. Dạ. Mà cho dù Chánh Trung á, nó không đàng hoàng với con, thì bác vẫn làm tròn bổn phận của ông nội đối với đứa cháu. Còn con nữa, coi cha như là cha đi. Thưa bác, nếu làm con dâu không được thì làm con gái nha.
ráng ăn uống cho đầy đủ để nuôi thằng bé. Từ từ bác sẽ tới thăm. Con cảm ơn bác. Đang ở đây, Ngọc Khánh đi đâu không biết, thiệt tình không hiểu nổi mà. Tính tiền cô ơi. Tiền hả? Rồi rồi, tính liền. Ăn món gì vậy ta? Để em tính cho. Này dĩa thịt kho hộp vịt, dĩa cơm thêm với miếng tàu hũ dùng thịt, 25.000. Dạ cho em gửi. Cảm ơn anh. Dạ, hẹn gặp lại ha. Đây chị ơi, em mở tiền trong hộp nha. Ừ, cưng à. Ai đấy? À, là cô Hồng đây. Dạ chào giáo sư. Tôi vào thăm Trúc Linh chút xíu. Dạ. Ờ, có người giúp việc rồi đó hả? Kim Anh lo cho con phải không? Trời ơi, em bé dễ thương quá à. Cái mặt giống y chang ba của nó vậy đó. Ai vậy? Dạ, là giáo sư bên nhà chị Kim Anh đó cô. Ủa, mà sao cô biết nhà của con vậy? Thì ba Kim Anh chỉ. Ông chỉ cô tới đây nè. Dạ. Với lại cô mua bộ đồ cho thằng nhỏ. Dạ, cảm ơn cô. Con thử coi vừa không? Dạ. Nè, nó ăn uống được không vậy? À, dạ được. Coi bộ cô giúp việc này được việc lắm á nha. Thấy có vẻ siêng năng. Chịu khó lo cho Trúc Linh nha. Cảm ơn trước. Quên nữa. Đây nè, cầm mấy trăm tiêu giặt nha. Dạ, thôi, chị đừng làm vậy. Trời ơi, có gì đâu ngại. Nè, đừng có làm tôi quê à nghe. Chị cứ cầm đi, rồi lo cho Trúc Linh giùm tôi. Với lại, sắp tới tôi cũng thành bà nội của đứa trẻ này đó. Chị cầm đi. Anh làm gì vậy? Anh đi đâu hả? Ừ. Đi đâu? Cầm lấy mà xài, nhớ phải xài tiết kiệm thôi đó. Tiền gì mà nhiều vậy? Nhớ là phải xài vào chuyện cần thiết thôi. Từ giờ trở đi anh sẽ không có bên cạnh để đưa tiền cho em xài, cho nên đưa trước vậy thôi. À, còn cái này đợi sau khi anh đi rồi hãy đưa cho Mỹ quà nha. Sao anh không đưa trực tiếp đi? Đưa trước cho nó rồi nó hỏi dặn hỏi dẹ hoài mệt lắm. Cứ biết vậy đi. Tâm Vũ à, cái này anh chỉ nói một mình em nghe thôi nha. Anh chuẩn bị đi Mỹ.
Sao lại đi? Rồi chừng nào anh đi? Anh đi với mẹ Thúy Na. Chừng nào về? Em ráng học chăm chỉ nghe chưa? Anh ba, anh đừng nói với em là anh định đi luôn đó nha. Anh cũng không biết nữa. Coi như em xin anh đi, anh hãy cưới chị Trúc Linh rồi sống ở đây bên cạnh gia đình mình nè. Anh cũng có ý đó Lâm Vũ à, nhưng nếu anh cứ sống như vậy hoài, em có thấy vô lý cho cuộc đời của anh không? Anh đi rồi sao? Đứa bé đó nó phải sống với cha ghẻ nè. Trúc Linh đã nói là sẽ nuôi nó một mình mà. Anh ba, anh đừng để con anh nó lớn lên nó phải gọi người đàn ông khác là cha. Đó là ý nguyện của em đó. Nếu đó là người tốt thì cũng tốt cho đứa bé thôi. Anh không hiểu được đâu. Anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Anh Bảy, hôm qua tôi có đến thăm mẹ con của Trúc Linh đó. Vậy hả, con tới rồi hả? Ừ. Tôi có mua cho thằng bé bộ đồ nữa. Cô chu đáo quá. Thiệt tình là tôi xin lỗi cô và cảm ơn cô đó. Trời ơi, có gì đâu. Cái đó là trách nhiệm của tôi mà. Ờ, với lại tôi thấy thằng nhỏ dễ thương lắm mà nghe. Ừ, nhìn nó thấy ghét thiệt ha. Mà đúng là con nít thiệt. Trong cái hoàn cảnh đó mà không biết gì hết, ngủ ngon lành luôn vậy đó. Nhìn nó như là thiên thần. Mà tôi thấy tâm trạng của tôi nó cũng sao sao á. Bây giờ thì tôi mới biết tại sao phụ nữ lớn tuổi lại vẫn thích sinh con rồi nha. Già rồi mà sinh con liệu có coi nó được không á? Thì con nhỏ bạn tôi đó, trời ơi, nó nuôi con lớn hết trơn rồi mà bây giờ mới sanh thêm đứa nữa đó. Nó nói là đứa út bao giờ cũng dễ thương hết á. Nhưng mà lớn tuổi rồi sinh con có vô trách nhiệm lắm không? Trời ơi, cái gì mà vô trách nhiệm? Chừng nào không có điều kiện mà sanh con ra không có nuôi được nó mới là vô trách nhiệm. Còn đằng này á, mình sanh con ra mình nuôi con khôn lớn, như vậy là hay chứ cái gì đâu vô trách nhiệm. Phải không? Mà tôi cũng không biết nữa. Mà nghe nói hả, sanh con ra rồi nuôi con á, trẻ ra đó. Phải không? Thiệt mà, anh không để ý hả? Ở nước ngoài á, mấy cái ngôi sao á là người ta lớn tuổi rồi người ta mới sanh con đó. À, anh có nhớ Anthony Quinn không? Thì có đọc báo. Ừ. Thấy có hình. Hắn bồng con mà như bồng cháu nội vậy. Mà già rồi như vậy thì có kỳ quá không? À. Thôi, đỡ mệt chưa? Đi tập tiếp đi. Chưa kịp bú đã ngủ mất rồi. Để đây chúc con dậy uống nha. Này, nói trộm vía chứ nhìn nó lớn hẳn lên đấy. Đáng nhẽ ra ra mình phải chụp ảnh cho nó mỗi ngày ấy. Ai đây? Ai nhỉ? Ai vậy? Tránh Trung à? Con ngồi đi. Uống trà nhá. Dạ thôi được rồi, con tới đây có chút chuyện muốn nói với Trúc Linh. Vậy hai đứa cứ nói chuyện đi ha. Dạ.
Trúc Linh à, em thấy như thế nào sau khi sanh con theo ước nguyện của em? Hình như cha anh, chị hai rồi cả giáo sư nữa cũng tới đây thăm em thường xuyên thì phải. Sao hôm nay im lặng quá vậy? Không la lên nữa. Sao anh lại đến đây? Anh sắp đi Mỹ. Đi mà không nói với em thì anh cảm thấy mình hơi bỉ ổi. Cho nên ghé đây nói với em một tiếng. Không muốn biết lý do tại sao anh đi hả? Anh chán sống ở nơi chật hẹp này rồi. Có người muốn giúp đỡ anh tìm một cuộc sống thoải mái hơn. Dạ. Anh đi mạnh giỏi nha. Em đã có lỗi với anh nhiều lắm. Anh cho em xin lỗi. Ý em là sao? Em nghĩ lại thì em đã làm sai với anh. Em đã trút hết mọi trách nhiệm lên đầu của anh và oán trách anh nữa. Em nghĩ là em sẽ nuôi bé thật tốt. Em tin là vậy đó. Anh hãy tha thứ cho em mà quên đi tất cả nha. Chúc anh có một cuộc sống mới thật là hạnh phúc. Em nói thật lòng đó. Và còn cái này nữa, em cảm ơn anh nhiều lắm. Em cứ giữ đó mà xài đi. Không cần đâu, em có nhiều tiền lắm. Anh cứ mang thêm đi. Anh đủ tiền xài rồi, em cứ giữ lấy đi. Ừ, vậy thôi cũng được. Sau này em sẽ sử dụng nó để mua một thứ gì đó cho con của mình. Anh, thật lòng em cảm ơn anh. Lúc mà còn một mình, em cảm thấy bất yên, sợ hãi lắm. Nhưng mà khi có bé rồi, em thấy không còn như vậy nữa. Em vui lắm. Vậy là tốt rồi. Em cũng tính sẽ dọn đi một chỗ khác đi ở. Cũng gần nhà mợ của em thôi. Em cũng sẽ tập trung hẳn một năm để nuôi bé, không làm việc gì hết. Ừ, em cứ làm theo ý của em đi. Cha và cả chị hai của anh nữa đã đối xử rất là tốt với em. Em cũng lấy làm ngạc nhiên lắm. Em cứ tưởng là họ sẽ ghét em lắm chứ.
anh hãy ẵm con mình một lần rồi hãy đi nha. Ừ. Mẹ nhỏ của anh nói là nhìn nó giống y chang anh hồi nhỏ vậy đó. Tên khai sinh thì em chưa có đặt, nhưng mà mẹ nhỏ của anh nói là cứ tạm gọi là Tèo Con. Em là mẹ của Tèo Con đó. Chúc anh đi mạnh khỏe nha. Chúc em sống hạnh phúc. Là tình yêu đó, tình yêu của cha, tình yêu của mẹ. Chánh Trung về rồi à? Của con không ai có thể mang nó đi đâu được. Mà con còn có cô nữa mà. Thôi đừng có buồn nữa, đừng khóc nữa. Em biết nhiều người mà không nhờ giả được ai sao? Em không quen biết ai đâu. Anh, hay là anh đứng làm chủ hôn giùm em đi. Ê. Anh hả? Trời ơi, không có được. Sao vậy? Không được đâu, kỳ lắm. Ai mà đi xui gia cưới vợ mà mình đứng ra làm chủ hôn, kỳ lắm. Nè, kêu cha tâm chánh nhờ người khác đi. Thì em cũng có bàn rồi. Nhưng mà ông nói là tất cả mọi việc đều giao cho em lo hết á, từ A đến Z luôn. Đó, giống như em nói là đi may thêm một bộ đồ vest nữa. Ông nói là thôi khỏi, để mặc cái bộ đồ hôm bữa đám cưới tâm chánh là được rồi.
Rồi cái vụ mà sau khi đám cưới á, là đi tuần trăng mật ở đâu, ông nói ông không biết. Ông nói là giao toàn bộ cho em, em muốn sao ông chịu vậy đó. Em bây giờ em cũng không biết là trong đầu ông nghĩ cái gì, không biết là ông có muốn làm đám cưới nữa hay không đây nè. Thông cảm cho anh đi, nhà đang lộn xộn vì cái vụ mà em Tâm Chánh có con đó. Ờ, trong nhà đang lùm xùm vậy, ổng không có lòng dạ nào mà làm đám cưới đâu. Với lại thiệt tình á, tiền bạc không có làm sao dám bàn bạc cái gì. Thì em cũng biết như vậy, em cũng thông cảm vậy, nhưng mà em cũng thấy buồn ổng quá. Ờ, nghe nói là hai người sáng nào cũng ra công viên tập thể dục đúng không? Nè, trong tình trạng này á, mà ổng vẫn chăm sóc cho em được nhiều đó là tốt lắm rồi đó, đúng không anh? Nếu không có người á, đứng là chú Hôn á, thì anh sẽ nhờ mấy bạn của anh làm giùm cho. Cô Học cứ yên tâm đi. Thiệt hả? Vậy là anh giúp em chuyện này nghe. Trời ơi, vậy là em mừng quá. Chuyện này em cho qua nghe. Ghi vô, ghi vô. Dạ. Vô đi. Mời ba mẹ với cô uống nước ăn trái cây. Cảm ơn con, trời ơi ngon quá, nhìn hấp dẫn quá. Em mời anh. Anh uống đi. Tụi nó làm gì ồn ào dữ vậy? Ra biểu tụi nó im thôi. Dạ dạ. Dạ dạ dạ, chào cô. Dạ Đăng Minh đây. Dạ dạ. Dạ có cô. Dạ cô chờ một chút nha. Em gì vậy? Nói mẹ nghe điện thoại đi, có bạn mẹ gọi từ Biên Hòa nè. Ừ, em biết rồi. À, anh đang ngồi nè. Rồi rồi rồi. Rồi rồi, cô chờ chút xíu nha cô. Bây giờ vụ chủ hôn xong rồi, còn gì nữa? Ôi trời ơi, còn nhiều lắm chị. Lễ vật rồi, trời, đủ thứ việc hết chị ơi. Thì còn bao nhiêu em bàn với Kim Anh Tâm Chánh đi. Chị, tự nhiên bàn với Tâm Chánh kỳ quá à. Bây giờ kiểm tra lại các khâu đi. Mền gối có rồi nè ha. Áo cưới rồi nè. Còn tiệc mừng thì những người trong gia đình thôi, mình chỉ cần đặt tiệc trước là được rồi. Thưa mẹ, có điện thoại. Ai vậy? Con không biết nữa, hình như là bạn của mẹ ở Biên Hòa đó. Mà ai đã bắt máy vậy? Dạ anh Đăng Minh. Sao con không bắt máy mà để cho nó nghe? Alo. Ừ tôi nè. À không, nhà đang có khách. Ồ, Đăng Minh nhà tôi hả? Nó mới vừa ghé qua có một chút à. Ba ơi, là người chơi tiếp rồi. Ôi 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 ôi, ba mệt lắm rồi, mai chơi tiếp, mai chơi tiếp. Thôi, bây giờ bên kia ngồi xuống im lặng nha lên. Anh, mẹ nói là ban ngày anh đừng có nghe điện thoại nữa, biết chưa? Tại sao? Thì đơn giản là nếu như anh nghe điện thoại mọi người sẽ biết anh ở không, ăn không rồi chứ còn gì nữa. Tại sao? Trời ơi, thì nếu như ban ngày mà anh nghe điện thoại, mọi người sẽ biết được là anh thất nghiệp, ăn không ngồi rồi chứ làm sao. Trời đất ơi, thiệt tình à. Nếu mà bây giờ xây nguyên cái tường ở đây á thì hơi chật đúng không? Mà bây giờ treo màn á, màn thấy kỳ quá. Chị đang nói gì vậy? Cha mình hả, mai mốt sẽ cưới cô Hồng thì sao ở phòng bên kia, còn chắc chắn là chị sẽ qua đây chứ làm sao. Chị qua phòng này. Chị không qua phòng chị Oanh sao? Chị cũng muốn lắm chứ, mà không lẽ cha mình nói là ừ thôi con cứ đi đi. Chị biết chắc chắn á là cha sẽ tìm cách cho mình ở chung thôi. Trời ơi, áo đẹp nha, áo mới. Đắt tiền lắm á. Tấm Vũ, ai mua cho em vậy? Mẹ em mua phải không? Không, anh ba mua cho em đó. Được rồi, anh ba không mua gì hết á. Chắc chắn sẽ tính sổ với anh ba. Tâm Vũ, áo này mua bao nhiêu vậy?
Chị nè, cái này là cái gì vậy? Anh ba kêu em đưa cho chị, chị cứ nhận lấy đi. Tâm Vũ, sao nhiều vậy em? Tâm Vũ, em nói cho chị biết đi, có phải là anh ba có chuyện gì không? Hàng quá bây giờ mắc thiệt á cô. Có hai cuộn khăn giấy mà mấy chục ngàn, sao dám mua? Rồi sao sống nổi đây? Trời đất, lên giá dữ vậy đó hả? Chứ còn gì nữa. Hôm nay con cầm 300 ngàn đi chợ. Anh Tâm Chánh nói thèm cà ri gà, con mua hai con gà với mấy củ khoai lang là hết sạch tiền luôn, không có mua gì được nữa trơn. Mà nè, mua làm chi tới hai con, mua một con được rồi. Trời đất ơi, nhà con ăn một con sao đủ. Cô thấy nhà con đông vậy không? Lần trước con mua hai con gà hả, con chỉ ăn được khoai lang với xương thôi à. Nè, mà sao không mang thêm tiền để mua hả con? Một buổi chợ 300 ngàn là sang lắm rồi đó cô. Lâu lâu con mới dám ăn sang vậy đó. Cô cũng biết hoàn cảnh của con mà. Trời ơi, nhiều khi thèm trái cây gần chết luôn, con cũng dám mua nữa đó. Ngày mai còn biết ăn gì nữa đây nè. Chắc là ăn trứng với rau luộc quá. Trời đất ơi, sao tội nghiệp con quá vậy nè. À, hồi nãy á, cô qua nhà mẹ con thấy nhiều trái cây lắm á. Vậy sao cô không đem về ăn ít? Thì đó, mẹ con á kêu cô mang về, nhưng mà tại vì cô sợ nó dính áo cho nên là để ở đó luôn rồi. Hay là cô mua cho con ăn nha. Được đó cô, cô nhiều tiền vậy, cô mua đi cho con ăn ké. Cái gì mà mua nhiều, ăn ké cái gì? Mua một mình con thôi, mua ít ít được rồi. Thôi đi, con không thích vậy đâu. Chẳng thà không ăn chứ ai lại làm vậy. Con về rồi đó hả? Dạ. Yeah. Nè, con sao vậy? Nhìn cái mặt là thấy ghét rồi. Ê, đừng có nói vậy chứ. Chị hai, cho phụ tiền nhà ấy nha. Thôi đi. Sao? Làm như đưa tiền cho mình là mình sẽ khóa chứ. Quá đáng. Chị hai à. Chuyện gì? Tiền của em thì không phải là tiền hay sao? Chị cứ lấy tiền này mà xây sở sinh hoạt trong nhà đi. Chị đừng phàn nàn nữa. Mua trái cây mà ăn đi nha. Chị cũng đừng ghét em quá như vậy. Chị không còn gặp em lâu nữa đâu. Anh ba sắp đi Mỹ hả Tâm Vũ? Ừ. Anh ba. Gì? Anh ba sắp đi Mỹ rồi hả? Ừ. Vậy chuyện của con anh định tính thì sao? Anh để cho mẹ nuôi luôn hả? Ừ. Anh phải bắt về đi chứ. Nó là con của anh mà. Tại sao phải để mẹ nó nuôi? Mày nói cái gì vậy? Anh bắt nó về đi. Là con trai của mình thì phải ở với mình chứ. Anh cứ bắt về đi, em sẽ nuôi cho. Chị nói cái gì vậy? Phải để cho mẹ nó nuôi chứ. Thì bây giờ á là mẹ nó nuôi, nhưng mai mốt mẹ nó có chồng rồi, chắc chắn sẽ đem thằng nhỏ bỏ vào viện mồ côi cho xem. Nè, Trúc Linh không phải loại đàn bà như em nghĩ đâu nha. Anh tưởng hả, cái loại phụ nữ đó mà dễ dàng có sẵn hay sao? Tất cả là cũng do hoàn cảnh mà tạo ra phụ nữ này phụ nữ nọ đó. Nếu mà anh ba lo chuyện lấy vợ sau này á thì thôi, để thằng bé em nuôi cho. Cái gì? Em nói gì vậy? Thì sau này em sẽ kiếm cái thằng nào nó dễ dãi một chút, em giải thích cho nó hiểu.
rồi lúc đó anh nhập hộ khẩu chung tụi em luôn. Nè Mỹ Hòa, anh không có giỡn mặt đâu nha, anh đang bực mình đó. Anh ba, đây không có phải là chuyện bình thường, là chuyện của con trai của anh đó, chứ đâu phải là chuyện của người ta đâu. Em đi, anh không có nhịn nữa đâu nha. Nếu biết trước chuyện này hả, em đã nói rồi, giờ đâu xảy ra cảnh này đâu. Tiền đâu vậy? Cho anh xài với. Anh đoán thử xem, tiền này ở đâu ra? Biết rồi. Này em về em xin mẹ nè, đúng không? Trời đất, anh này. Vậy chứ ở đâu ra số tiền này? Em của anh đưa đó. Chánh chung hả? Ừ. Sướng quá ta. Mà anh à, em nhận tiền mà thấy hơi lo đó. Lo gì chứ, nó cho rồi cứ xài thôi, lo gì. Chánh chung đưa tiền mà nói chuyện gì lạ lắm. Nói là em sẽ không gặp được cậu ta nữa. Nghĩa là sao? Ai biết đâu. Anh hai. Chuyện gì vậy? Hả? Em vô đi. Có chuyện gì vậy? Em nói đi. Anh cản anh ba đi anh hai. Nó có nói chừng nào nó đi không? Chắc sắp rồi. Thật là quá đáng mà. Bộ muốn bỏ đi hay sao chứ? Em đừng có nói như vậy mà. Vậy chứ anh muốn em nói sao? Em có biết là mỗi lần em đụng chuyện gì với Chánh Trung á, là em đều tức lên không vậy? Bộ em tức không có lý do sao? Lý do gì anh không cần biết, nhưng mà anh thấy cứ hễ ngay từ đầu là em đã mỉa mai rồi à. Đáng mỉa mai thì phải mỉa mai thôi. Bây giờ nếu ở nhà em á, anh cư xử như vậy thì em thấy làm sao? À, anh muốn nói đến vụ của anh hai em ăn ở không chứ gì. Anh muốn chọc thì anh cứ chọc, anh muốn mỉa mai thì anh cứ tha hồ mà mỉa mai. Nhưng mà anh phải biết là anh hai của em thì không có tài, nhưng mà em trai của anh là tàn nhẫn. Anh cũng có nhiều chuyện muốn nói với em nè. Mà thôi đi, anh không muốn tập Vũ nghe đâu. Anh có chuyện gì thì anh cứ nói đi. Sao không nói? Nói đi chứ. Em cứ hễ một chút là em la sùm lên à. Như em á, người ta nói là đàn bà nhiều chuyện đó, biết không? Em cứ bình tĩnh đàng hoàng nói cái gì đúng cái gì sai cho anh nghe đi. Chứ gì hết đã nổi nóng lên rồi à. Ủa, mà đàn bà thì sao? Nè, trước khi đòi quyền bình đẳng nam nữ á, em nên sửa thái độ nói chuyện của em đi nha. Anh đừng có hiểu lầm, em không có muốn bình đẳng với đàn ông đâu. Cái gì? Tại sao phải bước xuống một bậc để được bình đẳng với những người đàn ông khù khờ như anh chứ? Được, em hay lắm. Cái lời nói vừa rồi của em á, anh cho đó là lời xin lỗi đó. Nên kết thúc đi nha. Sao em không thử một lần em nghĩ tới tâm trạng của thằng Chánh Trung với Mỹ Hòa coi. Bây giờ nè, công ty của nó mới vừa bị phá sản, rồi người yêu của nó mới vừa mất, rồi lại có con rơi nữa. Bây giờ theo em thì tâm trạng của Chánh Trung phải làm sao chứ? Không trốn chạy thì sao? Theo em thì em sao, em nói anh nghe coi. Anh, hôm nay được ngủ ngoài hả? Ừ. Anh không mang này theo hả? Thôi không cần đâu, có đó em giữ đi. Nè, nhớ không có ngủ á, phải chờ tôi đó biết chưa? Nhớ rồi. Biết ngay, mà ngay ăn ngủ phút nào như còn.
Chánh Trung, đi làm ly bia với anh không? Nè, em nhận của anh một ly đi. Anh sao vậy? Để cho em. Để cho anh. Người đã được làm cha, uống một ly trước đi. Mệt quá. Thôi giờ anh em mình vô đi. Uống bia đã quá. Lâu lắm rồi hai anh em mình mới đi nhậu với nhau phải không? Hình như là trước khi em nhập ngũ phải không? Chuyện dễ ẹt như vậy mà tại sao hai anh em mình không làm ta? Bia ngon quá. Em rót một ly nữa cho anh đi. Lẽ ra thì hai anh em mình phải uống với nhau như thế này thường xuyên hơn. Anh nói là anh bận việc rồi không quan tâm tới tụi em. Anh xin lỗi. À, khi nào em đi vậy? Nghe nói đi Mỹ hả? Nếu em đi mà để trốn chạy thì coi chừng đó là một quyết định sai lầm. Bởi vì khoảng cách nó có xa bao nhiêu thì liệu người cha có tránh con cái mình hoài được không? Anh em mình đã từng xích mích với nhau. Nhưng Chánh Trung à, anh muốn từ đây về sau mấy anh em mình nên sống gần nhau hơn. Tới ngày hè đó thì cùng nhau dẫn con cái đi chơi. Tới ngày giỗ mẹ đó thì nói xấu cha. Tới ngày lễ đó thì cùng nhau làm bánh nè. Rồi tới sinh nhật thì lo cho nhau. Không biết là vì anh già đi hay anh là một thằng dở hơi như em nói. Mà Chánh Trung à, anh cảm thấy những điều như thế này rất là quý giá. Sao con, thấy dễ chịu không? Trời ơi, đã quá cô ơi, mát lắm. Đắp cái này tốt cho da lắm á nha. Cuộc đời là một giấc mơ mà lòng người thường nhiều mơ ước. Anh lấy em hát hay rồi nè. Em hát hay lắm. Em cảm thấy tự ti trước anh lắm anh này. Mà tự ti nhiều lắm á thì sao? Rồi vậy anh mới là người tự ti nè. Em hay hơn anh. Chết tiệt. Từ nhỏ đã vậy rồi. Cả học hành, thi thể dục, cái gì anh cũng giỏi hết. Em là thằng luôn không tồn tại. Chỉ là em của Tâm Chánh. Học sinh giỏi, em của Tâm Chánh chăm ngoan mà thôi. Thôi anh biết rồi. Cho anh xin lỗi em. Cái gì anh cũng được khen thưởng. Anh dành hết lời khen của thầy cô rồi. Còn em, em thì luôn đứng ở đằng sau anh. Chỉ biết ôi, vỗ tay cho đến rác mà thôi.
Thôi, anh hiểu rồi. Anh biết rồi, anh có lỗi. Anh xin lỗi em được chưa? Chính vì vậy, em biết em sẽ không bao giờ, em phấn đấu cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ không bằng anh. Cho nên em phải sống một cuộc sống khác, em chơi kiểu khác. Thôi đi em ba, đi, đi lên lầu, đi. Này, thằng này mới là thằng tội nghiệp lắm nè anh hai. Anh ba Tâm Vũ à, mỗi lần nhìn thấy em, anh xót lắm. Em đâu có muốn sinh ra như vậy đâu đúng không? Vì số em xui thôi mà, phải không? Nè, thôi đi, đi lên phòng ngủ nha. Anh dẹp đi. Tâm Vũ à, anh đã thề rằng sẽ không bao giờ sinh ra một đứa con như em. Vậy mà anh đã sinh ra một đứa con có số phận giống như em. Anh thật là tệ hại quá mà, phải không Tâm Vũ? Ba, thôi vô phòng nghỉ đi. Anh dẹp đi. Anh đừng có tỏ ra ta đây nữa. Anh cứ đối xử với em như ngày thường đi. Đừng có như thế này thế nọ, nó thấy dễ sợ lắm. Thằng này, ngày thường thì sao hả? Anh đã làm cái gì sai với em? Ừ? Anh coi thường người ta quá mà. Có bao giờ anh đối xử với tụi em như là một con người không? Anh cho tụi em một đồ phế phẩm mà. Thì bây giờ cứ coi như vậy đi, để em cảm thấy thoải mái mà em trốn chạy. Chết tiệt. Sao lại tệ hại như vậy? Bị Hòa ơi, anh ba điên mất. Bị Hòa ơi. Vào đi. Sao đến trễ vậy? Đồ đạc đâu hết rồi? Dạ, con xin lỗi cô. Chắc là con không đi với cô được rồi. Chị. Có chuyện gì vậy? Trúc Linh đâu rồi cô? À, chắc là ra ngoài có việc. Dạ. Có trà đấy, cô pha cho cháu nhé. Dạ. À cô ơi. Hả? Em bé nó khác lúc trước phải không cô? Con nít mà, ngày nào mà nó chẳng lớn ha con á. Cho nên ngày nào cũng thấy nó khang khác đấy.